Vâng thưa quý vị, quá phụ thuộc hay là quá tin tưởng vào điều gì đó cũng có thể khiến cho chúng ta gặp bất lợi. Câu chuyện của cô gái dưới đây là một ví dụ. Chỉ vì cho bạn thân mượn thẻ ATM mà một người phụ nữ ở Malaysia đã bị vướng vào vòng lao lý. Câu chuyện là một bài học kinh nghiệm cho những ai nhẹ dạ cả tin. Không nên quá tin tưởng mà giao những thông tin đồ vật có liên quan đến cá nhân hay là tài khoản ngân hàng cho người khác, bất kể là những người thân quen. Theo báo The Star, chỉ vì cho bạn thân mượn thẻ ATM, cô Lee đã nhận được 7 đơn kiện của cảnh sát về tội gian lận và thậm chí còn bị bắt giam. Lee cho hay một băng nhóm tội phạm đã sử dụng tài khoản ngân hàng của cô để lừa đảo 7 người với tổng số tiền lên tới 33.000 đô la Mỹ, khoảng 770 triệu đồng. Lee cho biết cô cho bạn tên là Rico mượn thẻ ATM vào tháng 10 năm 2018 để mua bán trên mạng. Người này trả Lee 1.000 ATM tháng, tức là khoảng 5,6 triệu đồng. Một tháng sau, nhân viên ngân hàng gọi cho Lee nói là tài khoản của cô được dùng vào nhiều giao dịch tài chính đáng ngờ. Qua vụ việc, Lee hy vọng mọi người, đặc biệt là những người trẻ sẽ cẩn thận hơn trong việc chuyển giao thông tin về ngân hàng.